Bây giờ chúng ta thử nghiệm với chương trình là Hero War với CUDA. New file. Hello siêu. Ok, vẫn là khi sẽ cần input nữa. Studio. À, bây giờ sẽ cần một cái gọi là cái global. Global. Đây cái hạt nhân đấy, kernel nó global. Void hello from GPU. Vì cái lỗi này xảy ra do là cái trình duyệt của mình nó không, mình chưa cài được cái thằng CUDA Toolkit. Cho bảo lỗi rồi. À, mình chạy hình cố lao được. Cái đầu vào là vòi. Rename. Hello. From GPU. Bây giờ sẽ tạo một cái hàm main. Hello from CPU. Ta sẽ gọi thôi. Hello. From CPU. Hay nhập cái hộ này. Ba cái. Đầu vào thì số lượng này hãy nhầm một đây, block dim và cùng là đây là optis ta gồm CUDA divide reset thì cái hàm CUDA reset này ạ, CUDA reset nó sẽ là cái này sẽ thực sự là dọn dẹp toàn bộ các cái khai này, là dọn dẹp toàn bộ các nguồn lực, các nguồn lực trên thiết bị đã được sử dụng trong cái tôi sẽ lưu ý tiếp ở đây thì ở đây có cái dấu này không? Cái này ba cái làm gì đó để lời gọi, đây là lời gọi, lời gọi từ host ra phần trên CPU hoặc phần ngoài CPU qua device, tức là CPU. Cái số 1 đấy. Một bên là một block. Block còn 10 đây, là 10 luôn. 10 luôn. Rồi, ta sẽ thử nghiệm xem nào. Copy. Copy.
Vì chuyển sang này sang là Wi-Fi. Wi-Fi. Hello. Chấm CUDA. Siêu. Xong rồi cho ta sẽ cộng một code nữa đây, ta sẽ biết nó n p c c hello chấm cu không chạy nữa. Nói chung là cái trình hỗ trợ là cú lắc mạnh mẽ à, chuyển sang kết nối với thằng cái búa đi. Kết nối. Gì phải? Lỗi gì đây? Ghi thôi. Nó có gì sai nhỉ? Global Hello phòng sorry. Rồi, xong không sạch à? Rồi chưa? Cái phải hai dấu nữa. Đây. Wi-Fi. Xong. Để mình dịch CPU. Không phải có gì à? Nào, ba cái. À, đều hai cái đi, ba cái. Ba cái. Reset của em CUDA CUDA mà các chị IPU này 60 cái GPU đó to 10 luôn. Rồi sao thầy bảo là không in được trong thằng GPU nhỉ? Như bình thường bảo thầy dùng công nghệ cũ rồi chắc thế, thầy cổ công nghệ bây giờ in được rồi đời mới nó khác. Nói chung cấu trúc của một cái có biết cấu trúc của một cái tắt tắt tiết kiệm thì cấu trúc của một cái chương trình của thằng GPU ấy thì nó sẽ chia thành những cái nhóm sau. Đầu tiên là bước 1 của nó ấy. Cái bước công việc nó các bước này. Các bước trình tự hoạt động trình tự của một đoạn mã chương trình NVIDIA C bước 1 sẽ là
lấy bộ nhớ trên view. Thứ hai là bước hai là sao chép dữ liệu từ CPU, từ bộ nhớ nhớ của CPU sang bộ nhớ của GPU. Bước thứ ba đó là chạy cái kernel, tức là thằng trong cơ bộ có thể là cái cụ là cái hàm hàm mà bắt đầu với Google, với thông số trên này ta không chưa thôi nhé, để không rỗng với kiểm sau. Tiếp theo nữa là sẽ là mức 4, tức là sau chạy xong ấy. Sau khi chạy xong cái kernel thì copy và thì sao lưu dữ liệu từ GPU về CPU. Và bước 5 đó là xóa trả lại lại bộ nhớ cho GPU. Nào, không bị vậy. Nói chung thì cái lập trình CUDA C có khó không? Thì khác biệt lớn nhất giữa thằng lập trình CPU với GPU đó là cái cách thức mà chúng ta để dữ liệu sang GPU để làm. Chúng ta phải suy diễn mọi thứ dạng hôm sau, và chúng ta cần phải có sự hiểu biết cơ bản về kiến trúc GPU cho phép chúng ta sắp đồng bộ hóa thông xong hàng trăm nhân lúc, thay vì chúng ta viết mã tuần tự trên CPU. Và tất nhiên chúng ta phải hiểu nắm chắc cái kiến trúc của CPU nữa. Ví dụ như là locality hạn, rồi sử dụng như nào, rồi giảm độ nhiễu chậm trễ nào, đó vấn đề của thằng này. Ta còn khái niệm là temporary locality, rồi spatial locality. Cái này mình bị vừa trước. Rồi những cái kiến trúc siêu hiện đại ấy, thì thường sử dụng một kết tương đối lớn, tối ưu hóa các cái ứng dụng. Nhưng tất nhiên là đấy là vấn đề của CPU, còn GPU phải tự làm. Video sau nó chi hơn.